8 giờ sáng ngày 5 tháng 6 năm 1967, hầu như toàn bộ máy bay thuộc không lực Israel nhất loạt cất cánh hướng về các phi trường của Ai Cập. Chỉ trong vòng 80 phút, các sân bay và một loạt căn cứ không quân trên bờ tây kênh đào Suez đã bị san phẳng. Sự kiện này đã mở đầu cho kỳ tích 6 ngày của Israel. Hoàn toàn bị bất ngờ, Cairo không kịp trở tay. Thế trận trên không mà quân đội Ai Cập dày công xây dựng ngay lập tức vỡ vụn với gần 400 máy bay cùng các vụ pháo cao xạ bị phá hủy. Trong 6 ngày khó tin từ mùng 5 tới mùng 10 tháng 6 năm 1967, quân đội Do Thái đã làm cỏ bán đảo Sinai, khô máu trên dải Gaza, khu bờ tây sông Jordan, trong đó có thành cổ Jerusalem và cao nguyên Golan. Chiến tranh 6 ngày được coi là cuộc chiến định hình thế cờ tại chảo lửa của thế giới trong suốt 50 năm qua. Vậy thì mời quý vị hãy cùng với Kiến thức quân sự đến với trận chiến khốc liệt này trong video ngày hôm nay. Chiến tranh 6 ngày, hay còn gọi là chiến tranh Ả Rập-Israel lần thứ 3, là cuộc chiến giữa một bên là quốc gia Israel nhỏ bé với một bên là các nước láng giềng Hồi giáo hùng mạnh gồm Ai Cập, Jordan và Syria. Nguyên nhân của cuộc chiến tranh bắt đầu từ việc Ai Cập trục xuất lực lượng khẩn cấp của Liên Hợp Quốc khỏi bán đảo Sinai và dàn 100.000 quân cùng với hơn 1.000 xe tăng đến sát biên giới Israel trên bộ, phong tỏa cửa ngõ vào vịnh Aqaba và khóa mọi đường giao thông trên biển đi vào Israel. Trên thực tế, theo Avid đã đi một nước cờ hết sức mạo hiểm khi mà chủ động tấn công các láng giềng Ả Rập. Làm như vậy, Israel sẽ mang tiếng gây hấn trước, phải một lúc thọ địch ở cả ba phía, sau lưng là biển. Chống lại Liên minh Ai Cập, Jordan và Syria, mà chỉ riêng Ai Cập đã có 70 triệu dân. Thưa quý vị, lúc ấy, tổng động viên già trẻ lớn bé Do Thái mới chỉ được 2,5 triệu người. Mặt khác, Israel đứng trước nguy cơ bị cô lập hoàn toàn nếu khiêu chiến. Còn Liên Xô và các nước thuộc khối Cộng sản đã hứa đứng về phe Ả Rập. Ngày 2 tháng 6, Tổng thống Pháp khi đó là De Gaulle còn tuyên bố sẽ không tán thành nước nào động thủ trước, chứ đừng nói là ủng hộ. Mỹ thì đang mắc kẹt ở Việt Nam nên không muốn can thiệp vào Trung Đông. Trong khi đó, tình hình khu vực xấu đi nghiêm trọng. Sau khi giành thắng lợi trong chủ trương quốc hữu hóa kênh đào Suez, buộc Anh, Pháp và Israel phải rút quân và trả lại những vùng đất chiếm đóng, uy tín của Tổng thống Ai Cập Nasser tăng đột biến. Các nước Ả Rập xem ông như một nhà lãnh đạo có khả năng dẫn dắt họ nhổ cái gai Israel và rửa mối nhục thất bại trong cuộc chiến tranh năm 1948. Năm 1966, Ai Cập và Syria ký hiệp ước liên minh. Ngày 31 tháng 5 năm 1967, vua Hussein của Jordan đã quyết định gia nhập hiệp ước trên. Như vậy là cả ba nước láng giềng của Israel ở Đông, Nam, Bắc đã bắt tay nhau. Lúc này, Ai Cập tập trung 270.000 quân sát biên giới với quốc gia Do Thái với những vũ khí tối tân do Liên Xô và Tiệp Khắc cung cấp. Syria cũng điều đến cao nguyên Golan hơn 60.000 người. Về phần mình, sau khi gia nhập liên minh, Jordan cử 60.000 quân lên biên giới và đặt dưới quyền chỉ huy của một tướng Ai Cập. Ngoài ra, Liban cũng gửi tới một đạo binh nhỏ. Các nước Ả Rập khác như Iraq, Algeria, Kuwait tuyên bố sẵn sàng viện trợ quân sự khi cần thiết. Theo ước tính, thì vào thời điểm năm 1967, Liên minh Tay Ba có tổng cộng 465.000 binh lính, hơn 2.880 xe tăng và 810 máy bay trong tư thế sẵn sàng vít cổ Israel. Tổng thống Ai Cập Nasser nhận thấy tình hình chưa bao giờ thuận lợi như vậy đối với khát vọng trừ khử nhà nước Do Thái. Cairo tuyên bố thẳng thừng như sau: mục tiêu cơ bản của chúng tôi là hủy diệt Israel. Nhân dân Ả Rập muốn chiến tranh. Nasser tự tin yêu cầu Liên Hợp Quốc rút toàn bộ 3.400 binh sĩ thuộc lực lượng khẩn cấp khỏi bán đảo Sinai. Đội quân này vốn làm nhiệm vụ ngăn cách hai chú bò hăng đấu Ai Cập và Israel sau chiến tranh 1956. Thưa quý vị, bầu không khí đang trở nên bỏng rẫy hơn bao giờ hết. Nhất là khi vào ngày 23 tháng 5, Ai Cập đưa hải quân tới phong tỏa eo biển Tiran, cửa vịnh Aqaba, ngăn cản tàu Do Thái tới Eilat, cửa ngõ ra Hồng Hải. Bị chặn ở phía đó, Israel như bị cắt mất một lá phổi. Theo Avid liền nhanh chóng huy động tất cả lực lượng dự bị động viên, đồng thời chính quyền Do Thái phát động chiến dịch ngoại giao. Ngày đêm mà Ai Cập phong tỏa eo biển Tiran,
thì nội các Israel đã nhóm họp và ra tuyên bố kêu gọi phương Tây giúp đỡ, bảo đảm con đường thông thương trên biển cho tàu bè Do Thái. Tuy nhiên thì kế hoạch này đã không thành. Khi các biện pháp ngoại giao rõ ràng không giải quyết được gì, thì chính phủ Do Thái vào ngày 4 tháng 6 đã cho phép Bộ Quốc phòng thực hiện kế hoạch tấn công phòng ngừa để xóa bỏ mối nguy lơ lửng trên đầu dân tộc. Theo Avit, quyết định mời vị tướng lão luyện Moshe Dayan về làm Bộ trưởng Quốc phòng. Thời điểm mà cỗ máy chiến tranh bắt đầu được khởi động chỉ còn tính bằng phút. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải nhớ rằng Mỹ và Nga không hề có ý định can thiệp vào trào lửa Trung Đông. Chính điều này sẽ là nhân tố quyết định thắng lợi trong chiến dịch quân sự năm 1967 của Israel. Theo kiến thức quân sự, nếu xét về thực chất thì Israel có khá nhiều lợi thế. Mặc dù khối Ả Rập tập trung tới hơn 450.000 quân, nhưng mà chỉ có nhiều nhất 300.000 người có thể dự chiến. Quan trọng hơn là sau những cuộc thanh trừng chính trị nội bộ, thì hàng ngũ tướng tá của phe Ai Cập đã bị xáo trộn nhiều rồi. Những nhân vật mới lên đều thiếu kinh nghiệm, binh sĩ tuy đông nhưng chưa qua huấn luyện kỹ càng, việc phối hợp hậu cần thì còn rất non và xanh. Còn đối với người Do Thái thì lại ở trong cái thế không có chỗ lùi. Họ bị bao vây ba mặt, sau lưng là biển. Chính vì thế mà tinh thần chiến đấu của sĩ tốt Israel rất hăng máu. Tổng cộng, Tel Aviv nắm trong tay một đội ngũ gần 300.000 quân rất có kỷ luật. Mặt khác, hoạt động tình báo của Israel bấy giờ hết sức hiệu quả. Nhưng mà con át chủ bài quan trọng nhất Israel có được chính là Bộ trưởng Quốc phòng biết điều binh khiển tướng hết sức tài ba. Độc Long tướng quân Moshe Dayan là vị chỉ huy chưa hề biết đến thất bại. Ông đã chiến đấu trong quân đội Anh hồi Thế chiến thứ 2, rồi chỉ huy cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc từ năm 1948 đến năm 1949, làm tư lệnh quân lực Israel từ năm 1954 đến 1958. Ông chủ trương buộc các sĩ quan từ tướng tá trở xuống luôn phải xung phong trước quân sĩ để nêu gương. Theo Avit biết rằng, các cường quốc sẽ không ngồi yên, mãi nhìn bốn quốc gia Trung Đông thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Trước nguy cơ bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới thêm một lần nữa, thì Israel buộc phải tấn công phủ đầu trước để giành được thế chủ động. Moshe quyết định dùng chiến thuật đánh thốc, tập trung một đoàn thiết giáp ồ ạt tiến lên, mở đường xuyên qua phòng tuyến địch, tấn công vào một vị trí. Khi một lỗ hổng được mở, xe tăng xông lên và tiến tới không ngừng nghỉ. Bên cạnh đó, bộ binh và đặc nhiệm sẽ nhảy dù xuống khu vực kênh đào Suez. Ngoài ra, Radio Israel còn tung những tin tức thất thiệt để đánh lừa địch, tạo ra sự hỗn loạn trong hàng ngũ tướng lĩnh đối phương. Chiến dịch quân sự diễn ra theo đúng dự kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Israel. Đòn phủ đầu sấm sét được tung ra Ai Cập. Sau những loạt bom, rocket và liên thanh của Israel, thì Cairo hầu như không còn một chiếc máy bay nào chiến đấu được. Phải mất một tiếng đồng hồ sau thì nội các của Nasser mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tất cả thế giới ngạc nhiên, không hiểu tại sao mà phi công Israel lại nhắm trúng đích một cách tài tình như vậy. Báo chí hồi đó đồn đại theo Avit có một khí giới bí mật nào đó. Tuy nhiên thì những bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy các sân bay đều bị san phẳng bởi bom và rocket thường. Thưa quý vị, không quân Ai Cập gần như xóa sổ hoàn toàn. Phần lớn các máy bay của họ bị phá hủy khi chúng còn đang nằm dưới mặt đất. Từ ngày 5 cho tới lúc đình chiến vào tối ngày 8 tháng 6 năm 1967, Ai Cập thiệt hại đến 10.000 quân, 5.000 người bị bắt làm tù binh, gần 500 phi cơ tàn sát, 400 xe tăng bị hủy, 300 chiếc khác bị cướp. Còn phía Israel thì có 275 binh sĩ tử trận, 800 người bị thương và 61 tăng bị phá hủy. Ngay sau đó, bộ binh Israel bao gồm các đơn vị lục quân, thiết giáp và pháo binh bắt đầu mở cuộc tấn công ào ạt vào dải Gaza và bán đảo Sinai. Quân Ai Cập có 7 sư đoàn, gồm 4 sư đoàn xe bọc thép, 2 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn bộ binh cơ giới, tổng cộng khoảng 100.000 quân, 900 đến 950 xe tăng, được hỗ trợ bởi 1.100 xe bọc thép chở quân và 1.000 khẩu pháo. Quân Ai Cập bố trí theo học thuyết quân sự của Liên Xô, với lực lượng xe tăng và xe thiết giáp cơ động bố trí tại những vị trí chiến lược có chiều sâu, phòng thủ cơ động, trong khi bộ binh thì giao chiến tại những vị trí cố thủ của mình. Quân Israel tập trung dọc biên giới với Ai Cập có 6 lữ đoàn xe bọc thép, 1 lữ đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 3 lữ đoàn dù, 700 xe tăng, tổng cộng là 70.000 quân, chia thành 3 sư đoàn xe tăng và xe bọc thép. Kế hoạch của Israel là gây bất ngờ cho quân Ai Cập cả về thời gian lẫn địa điểm cũng như phương thức. Thưa quý vị, tướng Ariel Sharon, người sau này trở thành thủ tướng thứ 11 của Israel, quyết định giành thế chủ động. Ông đưa hai lữ đoàn về phía bắc Katef, một để chọc thủng hệ thống phòng thủ tại Abu Angela về phía nam, và một
là để chặn đường về El Aris và để bao vây Abu Aghela từ phía đông. Cùng lúc, quân dù được trực thăng chuyển quân về phía sau tuyến phòng thủ, tiêu diệt pháo binh nhằm ngăn chặn chúng bắn phá xe tăng và lực lượng bộ binh. Quân Israel hợp đồng binh chủng gồm xe tăng, pháo binh, bộ binh, lính dù và công binh tiến công Ai Cập từ mọi hướng, cắt rời quân Ai Cập. Trận chiến có tính chất bước ngoặt này diễn ra liên tục trong 3 ngày rưỡi, cho tới khi mà Abu Aghela thất thủ. Nhiều đơn vị quân Ai Cập vẫn còn nguyên vẹn và có thể chặn quân Israel tiến về kênh đào Suez hoặc giao chiến để ngăn quân Israel lại. Tuy nhiên, khi Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, Nguyên soái Abdel Hakim Amr nghe tin Abu Aghela thất thủ, ông hoảng sợ và hạ lệnh cho tất cả đơn vị tại Sinai tháo lui. Lệnh rút lui cũng có nghĩa là Ai Cập đã bị đánh bại. Vì quân Ai Cập rút chạy, nên Bộ chỉ huy Israel quyết định không truy kích, mà thay vào đó, họ đuổi vượt lên chiếm các con đèo ở Tây Sinai để rồi chặn đánh khi quân Ai Cập chạy qua. Vì vậy mà trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7, cả 3 sư đoàn của Israel cấp tốc tiến về phía Tây. Nhưng quân đội Israel khá đen, họ chỉ phần nào thành công khi tìm cách chặn đánh quân Ai Cập, vì chỉ chiếm được đèo Gidi trước khi quân đội này chạy qua. Còn tại các con đèo khác thì quân Ai Cập đều chạy đến trước và băng qua kênh đào Suez an toàn. Dù vậy thì trong 4 ngày giao chiến, Israel cũng đã đánh bại đạo quân lớn nhất, trang bị mạnh nhất của người Ả Rập, để lại sau lưng vô số xe cộ và trang thiết bị của đối thủ bị phá hủy và vứt bỏ trên bán đảo Sinai. Thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 6, Israel hoàn thành việc chiếm đóng Sinai bằng cách đưa 2 đơn vị bộ binh tới Ras Suda trên bờ bắc của bán đảo này. Thị trấn Sam El Sheikh tại mũi phía nam cũng rơi vào tay các toán quân của hải quân Israel vào ngày hôm trước. Những nhân tố góp vào chiến thắng chớp nhoáng của Israel mà chúng ta có thể nhận ra: 1 là việc không quân Israel làm chủ bầu trời; 2 là quyết tâm áp dụng kế hoạch tấn công đầy sáng tạo; và 3 là sự thiếu phối hợp từ phía quân Ai Cập. Chiến tranh đã đến gõ cửa khu bờ tây sông Jordan. Jordan tham chiến miễn cưỡng. Người ta cho rằng Tổng thống Ai Cập Nasser tung hỏa mù trong những giờ đầu của cuộc chiến để thuyết phục vua Hussein là phe mình đang giành thắng lợi. Ông tuyên bố các máy bay Israel mà radar nhìn thấy quay về là các máy bay Ai Cập trên đường không kích Israel. Và vua Hussein của Jordan cuối cùng đã quyết định tham chiến. Thưa quý vị, trước chiến tranh thì quân đội Jordan có 11 lữ đoàn, trang bị 300 xe tăng hiện đại của phương Tây. Có 9 lữ đoàn đóng ở bờ Tây, gồm 45.000 quân, 270 xe tăng, 200 trọng pháo, với cả các trung đoàn bọc thép tinh nhuệ số 40 và 2 tại thung lũng Jordan. Có thể quý vị chưa biết, lữ đoàn Ả Rập của quân đội Jordan là một lữ đoàn nhà nghề vô cùng thiện chiến, được trang bị và huấn luyện vô cùng tốt. Còn ở phía bên kia của chiến tuyến thì Israel có 40.000 quân và 200 xe tăng. Bộ chỉ huy trung tâm của Israel gồm 5 lữ đoàn. Hai lữ đoàn đầu tiên đóng thường trực gần Jerusalem, gọi là lữ đoàn Jerusalem và lữ đoàn cơ giới Harel. Lữ đoàn dù 55 của tướng Mordechai Ger được điều về từ mặt trận Sinai. Một lữ đoàn bọc thép từ bộ tổng chỉ huy đóng vai trò lực lượng dự bị hướng về Ramallah để đánh chiếm Lachun, và lữ đoàn bọc thép số 10 đóng ở phía bắc vùng bờ Tây. Còn bộ chỉ huy phía bắc của Israel có một sư đoàn chỉ huy bởi tướng Elad Pelet đóng ở thung lũng Jezreel. Vì Israel dự định phòng ngự thụ động ở mặt trận này để dồn sức cho mặt trận chính tại bán đảo Sinai. Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng 6 thì quân của Jordan đã bắt đầu pháo kích phía tây Jerusalem, Netanya và ngoại vi Tel Aviv. Nhưng ban đầu, quân Israel không có bất kỳ hoạt động nào đáp trả, thậm chí là cả khi không quân Hoàng gia Jordan tấn công các sân bay Israel. Phải sang đến ngày 6 tháng 6, quân Israel mới vội vã gom nhặt các toán quân còn lại tung vào trận chiến bờ Tây để ngăn chặn quân Jordan. Vào chiều cùng ngày, không quân Israel công kích và tiêu diệt không quân Hoàng gia Jordan. E ngại các khu vực linh thiêng có thể bị hư hại, Độc Long tướng quân Moshe Dayan hạ lệnh cho binh sĩ của mình không tiến vào thành phố. Ngày 7 tháng 6, giao tranh khốc liệt tiếp diễn. Lữ đoàn bộ binh tấn công pháo đài Lachun và hạ được nó lúc rạng sáng, tiến quân xuyên qua Beit Horon. Tới tối thì đã đánh tới Ramallah. Không quân Israel phát hiện và tiêu diệt lữ đoàn 60 Jordan khi họ đang trên đường tiếp viện cho Jerusalem.
Một lữ đoàn cũng thuộc sư đoàn này đánh chiếm miền Tây của khu bờ Tây. Một lữ đoàn khác thì đánh Jenin và lữ đoàn thứ 3 thì được trang bị bằng xe tăng hạng nhẹ AMX-13 của Pháp, giao chiến với xe tăng hạng nặng M48 Patton của quân Jordan về phía đông. Tướng Dayan hạ lệnh cho binh sĩ của mình không được tiến vào Jerusalem. Tuy nhiên, sau khi nghe thông báo Liên Hợp Quốc chuẩn bị tuyên bố ngừng bắn, thì ông đã thay đổi ý định và không cần chờ quốc hội cho phép, ông hạ lệnh đánh chiếm thành phố. Quân dù của lữ đoàn G tiến vào thành cổ Jerusalem qua cổng sư tử, đánh chiếm bức tường than khóc và núi đền. Được tăng viện, họ tiếp tục tiến về hướng nam, đánh chiếm Judea, Gush Etzion và Hebron. Lữ đoàn Harel hành tiến về phía đông, đổ xuống sông River. Ở bờ Tây, một lữ đoàn của tướng Pelet hạ được Nablus, rồi họ hợp với một lữ đoàn bọc thép thuộc Bộ Chỉ huy Trung ương đánh với quân Jordan trang bị mạnh hơn và đông ngang với quân Israel. Thưa quý vị, một lần nữa, ưu thế không lực của Israel đóng vai trò quyết định trong việc làm đối phương tê liệt, ngậm đắng nuốt cay nhận thất bại. Còn chiến sự trên cao nguyên Golan, nóng bỏng, thì đang bị lũng đoạn bởi những tin tức sai lệch rằng quân Ai Cập chiến thắng, đánh tan nát quân Israel và dự đoán là pháo binh Ai Cập chẳng mấy chốc sẽ nã vào theo Avit. Chính điều này đã kích thích Syria tham gia vào cuộc chiến. Tuy vậy, lãnh đạo của Syria hành động cũng rất cẩn trọng khi bắt đầu bằng cách pháo kích miền Bắc Israel. Nhưng khi không lực Israel hoàn tất đánh phá Ai Cập và chuyển hướng tấn công không quân Syria, thì Syria mới hiểu rằng thông tin mà họ nhận được từ phía Ai Cập không phải là tin thật. Vào tối ngày 5 tháng 6, các cuộc không kích của Israel đã phá hủy 2/3 không quân Syria và buộc số còn lại phải di tản về các sân bay ở xa. Một lực lượng nhỏ quân Syria định chiếm nhà máy nước Tel Dan, nhưng vài xe tăng của quân đội này đã bị chìm trên sông Jordan. Từ nay, bộ chỉ huy Syria phải từ bỏ hy vọng tấn công trên bộ, thay vào đó là bắn phá dữ dội các thị trấn trong thung lũng Hula của Israel. Quân Syria có 75.000 người, chia làm 9 lữ đoàn, hỗ trợ bởi xe tăng và pháo binh. Lực lượng xung kích của Israel bao gồm 2 lữ đoàn ở phía bắc mặt trận, 2 lữ đoàn ở trung tâm. Địa hình đặc biệt của cao nguyên Golan là sườn dốc, cứ vài km thì lại bị chia cắt bởi các dòng suối song song nhau từ đông sang tây, không có đường xá, buộc hai bên phải bố trí lực lượng và di chuyển theo trục đông tây, giới hạn khả năng hỗ trợ tác chiến giữa các đơn vị với nhau. Quân Syria như vậy có thể di chuyển theo hướng bắc nam trên đỉnh cao nguyên, còn quân Israel có thể di chuyển theo hướng bắc nam ở chân cao nguyên. Thưa quý vị, lực lượng quân đội Israel vốn đã tấn công pháo binh Syria trong 4 ngày trước khi cuộc tấn công nổ ra, được lệnh tấn công tổng lực vào tất cả các vị trí của Syria. Trong khi các vị trí pháo binh được che chắn cẩn thận hầu như không bị thiệt hại, thì lực lượng bộ binh tại bình nguyên của Syria lại dần dần rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm. Tối ngày 9 tháng 6, 4 lữ đoàn của Israel chọc thủng hàng phòng ngự tiến vào bình nguyên, nơi họ có thể được các đơn vị khác tiếp viện và thay thế. Ngày hôm sau, cụm trung tâm và phía bắc hợp binh trong một cuộc điều binh tạo thành gọng kìm bao vây, nhưng họ chủ yếu chỉ chiếm được những vùng đất trống rỗng vì quân Syria đã chạy mất. Các đơn vị của Israel dừng lại sau khi đã chiếm được vùng đất rụng võ nằm giữa vị trí của họ và dãy núi lửa ở phía tây. Tạp chí Time cho biết, để gây sức ép buộc Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh ngừng bắn, thì đài phát thanh Damascus tự làm hại quân mình bằng cách loan báo thành phố Quneitra thất thủ 3 tiếng trước khi sự việc thực sự xảy ra. Thông báo hấp tấp này làm tiêu tan tinh thần binh lính Syria vẫn còn chiến đấu trên mặt trận Golan. Thực tế là phía Israel không hề chuẩn bị để đánh chiếm lãnh thổ từ tay Jordan. Sau khi thành cổ Jerusalem bị chiếm, thì tướng Moshe Dayan đã hạ lệnh cho binh sĩ đào công sự chuẩn bị phòng ngự thành phố. Nhưng chỉ sau khi tin tức tình báo cho thấy vua Hussein rút quân qua sông, thì ông mới quyết định đánh chiếm vùng bờ Tây. Vì ngày đầu phải đem quân diệt Ai Cập, quốc gia đứng đầu liên minh tay ba, nên ở mặt trận Jordan phía đông, theo Avit không mở đợt tấn công ồ ạt ngay được. Cuộc chiến đấu giành giật thành cổ diễn ra ác liệt trên từng khúc đường, từng căn nhà. Rốt cuộc thì vào ngày 7 tháng 6, quân Israel đã chiếm được đông Jerusalem. Trong lúc đó, một cánh quân Do Thái khác đã chiếm Nablus, Dezeni và tiến vào bờ tây sông Jordan. Chiều ngày 7 tháng 6, vua Hussein đành cúi đầu chịu thua. Có trên 6.000 người của phía Jordan bị chết hoặc mất tích, 760 chiến binh bị thương, 460 người bị bắt làm tù binh. Khoảng 1/3 trong tổng số 300 chiến xa bị phá hủy và máy bay thì hư hỏng toàn bộ.
Quân Do Thái tổn thất 350 người cùng với hàng trăm binh sĩ khác bị thương. Trong ba nước Ả Rập thì Syria chiến đấu hăng hơn cả. Damascus dồn lên biên giới lực lượng khá mạnh với 75.000 quân được trang bị đầy đủ cùng 400 xe tăng. Syria thì lại có lợi thế cao nguyên Golan hiểm trở với nhiều thành lũy kiên cố do Đức và Nga xây cất. Israel bị tổn thất khá nặng trên chiến trường này, dù ngay từ đầu họ làm chủ không phận. Theo Avid, dùng chiến thuật tiêu hao và tấn công bất ngờ, họ dùng máy bay dội bom dồn dập vào phòng tuyến đối phương, nã Đại Bác suốt 5 giờ liền, rồi từ thung lũng sông Jordan đánh thốc lên cao. Khi cửa đã mở, xe tăng lập tức xung trận. Tổng kết cuộc giao tranh thì Syria có 200 người chết, 5.000 người bị thương, 80 xe tăng bị phá hủy, 40 xe bị cướp. Còn Israel thiệt hại 115 quân, 306 người bị thương. 18 giờ ngày 10 tháng 6, hai bên ngưng chiến theo lệnh của Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Syria đau lòng tuyên bố Syria thua vì không được không quân yểm hộ, vì không lực Ai Cập đã tàn rã ngay từ những phút đầu tiên. Vậy là khối Ả Rập lại thêm một lần bại trận trước Israel. Thưa quý vị, Tel Aviv đã tranh thủ cuộc chiến 1967 để chiếm thêm nhiều đất của phe Ai Cập. Cao nguyên Golan, khu bờ Tây giải Gaza màu mỡ về tay Israel. Sau khi đình chiến, các nước Ả Rập đứng trước tình thế hết sức khó khăn, nội bộ bất ổn. Còn kinh tế thì yếu ớt, nước nào cũng thiếu tiền. Kênh đào Suez buộc phải đóng cửa khiến Ai Cập thiệt hại mỗi tuần 1,5 triệu đô la. Jordan mất đi thành cổ Jerusalem, nguồn lợi du lịch đem lại gần 40 triệu đô la mỗi năm. Cả khu bờ Tây Chu Phú cung cấp 80% sản lượng dầu ô liu, 65% rau trái cho nước này cũng bị quân Do Thái chiếm mất. Các quốc gia khác như Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait cũng mất nguồn tiền bán dầu vì tức giận cắt quan hệ với phương Tây. Khối Ả Rập bị chia rẽ mạnh mẽ. Hội nghị Khartoum tổ chức vào tháng 8 năm 1967 do Ai Cập chủ sướng đã thất bại trong việc tìm ra một giải pháp chung buộc Israel rút quân. Về phần mình thì quốc gia Do Thái chiếm được nhiều đất, tạm thời loại bỏ được mối nguy từ các nước Ả Rập. Tuy nhiên điều này làm sâu sắc thêm sự thù hằn dân tộc ở Trung Đông. Sau chiến tranh, rất nhiều người Israel đem gia đình tới lập khu định cư ở bờ Tây và dải Gaza. Cho tới nay thì có đến 2% dân số Do Thái, khoảng 400.000 người, đang ngụ tại khu vực này. Giải quyết bài toán đảm bảo cuộc sống cho những người định cư và kiến tạo hòa bình với Ả Rập, từ đó luôn làm theo Avid phải vò đầu bứt tai. Thực tế thì nội bộ Israel luôn chia rẽ trên vấn đề đó. Những người cánh hữu cảm thấy vùng đất mới là chiến lợi phẩm hợp lý trong cuộc chiến chính nghĩa, trong khi cánh tả lại cho rằng nên đổi nó để lấy hòa bình. Một lần nữa, chiến thắng quân sự lại khiến người ta lo ngại hơn cho số phận của đất nước Do Thái. Sự xấu hổ và phẫn nộ của thế giới Ả Rập từ thất bại ê chề trên đã đẻ ra phong trào Hồi giáo quá khích ở Trung Đông. Chiến tranh cũng dẫn tới một cuộc tái thiết hoạt động du kích và sự xuất hiện của lực lượng kháng chiến Palestine thực sự khi thêm nhiều người đã trở thành dân tị nạn. Sau năm 1967, uy tín của Liên Xô suy giảm ở Trung Đông do nước này không can thiệp để cứu Ai Cập. Còn Mỹ và phương Tây thì giành thắng lợi lớn về tinh thần. Một loạt nước Ả Rập, tiêu biểu là Jordan, đã quyết định ngả hẳn sang phe Washington. Vừa rồi là toàn bộ video về cuộc chiến 6 ngày giữa một bên là Israel và một bên là các quốc gia Ả Rập. Các bạn có nhận định gì về cuộc chiến tại chào lửa Trung Đông này? Hãy để lại ý kiến của mình ngay phía dưới phần bình luận. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Kiến thức Quân sự. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn có một ngày vui vẻ. We'll be right back.